Xin lỗi chân thành vào, nói to lên. Dạ con xin lỗi mẹ. Xin lỗi vì con sai điều gì? Dạ con xin lỗi mẹ vì con bỏ nhà đi. Con hứa sao với mẹ? Con hứa từ nay con không gì nữa. Con có tự ý bỏ nhà đi nữa không? Dạ không. Thì con nói với mẹ đi, hứa với mẹ đi. Mẹ từ nay con bỏ nhà đi nữa. Các chú cực khổ lắm á, đi tìm con, đăng tin tìm con á, cũng như đi tìm á, mẹ con về đây khóc rất nhiều để mà nhờ các chú tìm con á, con biết không? Ngoan nha. Mình bây giờ mình 14 tuổi, mình không còn đi học như các bạn thì mình ở nhà mình ngoan, mình phụ giúp được cha mẹ cái gì mình phụ giúp. Sau này mình lớn thì mình đi làm. Nè, sau này khi con trưởng thành rồi á, con có gia đình con sẽ hiểu được. Con sẽ lục lại cái video này xem con sẽ hiểu được nha. Dạ rồi em chào chị gái nha. Rồi chú chào con gái. Hôm nay chị về đây báo tin vui cho tất cả anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, chị có thể chia sẻ lại một xíu thông tin là chị tên là gì? Chị tên Nguyễn Kim Nhung. 39 tuổi. Chị đến từ Cà Mau. Cách đây vài ngày trước chị có về đây, em còn nhớ y chang cái hình ảnh em và chị nói chuyện với nhau để mà đăng tin lên tìm con gái. Lúc đấy chị khóc rất nhiều đúng không ạ? Giờ phút này chị còn khóc không? Dạ mừng lắm rồi nhưng mà không biết còn khóc nữa. Khóc thì vẫn khóc nhưng mà tới giờ phút này là khóc trong niềm hạnh phúc. Bây giờ anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tin lên đã tìm được con gái nhà mình về. Bây giờ chị thấy sao? Chị thấy chị rất vui. Vui không ạ? Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Cái chị có thể tả lại cái cảm giác khi mà con mình về thì chị như thế nào? Chị muốn ôm con vô lòng mà chị khóc thôi, chị không biết nói gì hơn. Mà mình có ôm không? Chị có ôm hai vai con. Chị có khóc không? Có. Khóc nhiều đúng không ạ? Lúc đấy chị có tin đó là sự thật không? Không. Không ha. Không tin đó là sự thật đúng không ạ? Không tin con mình đã về đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà đó là sự thật. Lúc đấy người nhà mình có ai bên cạnh chị không? Có nhỏ em gái bữa lên chung với chị. Dạ yeah. Vậy cái gì đó ha? Xong kêu gì nhéo cho phát để cho tỉnh. Chị thương lắm. Rồi bây giờ em xin phép được chuyện trò với lại con gái nhà mình ha. Rồi chú chào con gái. Con gái này lớn là giúp chú nha. Con gái có thể cho chú cũng như cho tất cả ông bà, cô, bác, cô, chú, anh chị trên cộng đồng mạng được biết là con tên là gì? Dạ, con tên Nhóm. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Dạ, con 15. Con 15 ha. Bây giờ con có thể cho tất cả mọi người được biết lý do chính con bỏ nhà đi. Dạ, tại giận mẹ. Giận mẹ ha, con nói lớn lên. Vì sao? Tại vì trên khán giả của đội sĩ Thanh Hải có nhiều ông bà, cô, bác lớn tuổi rồi. Tai nghe không rõ nên con nói lớn anh ha. Dạ. Giận mẹ là giận sao con? Là con giận cái chuyện thôi. Mẹ làm gì hay mẹ la con? Là mẹ la. La sao? Nói đi để chú sửa mẹ luôn. La sao nè? La. Nhưng mà con có làm gì có lỗi không mà mẹ la? Có. Con làm điều gì? Dạ, bỏ nhà đi. Trước kia con đã bỏ nhà đi lần nào chưa? Dạ, chưa. Chưa ha, con ở nhà con làm công việc gì? Dạ, con có đi làm. Con nói lớn lên cho chú. Nói to đi nhá, mạnh mẽ lên con gái. Con không có đi làm ha. Vậy con ở nhà con có nấu cơm được không? Dạ, được. Con có phụ giúp việc nhà là được không? Dạ, được. Vậy là giỏi rồi, con hôm nay là 15 tuổi. Chưa được 15 nữa đúng không? Dạ. Con học hết lớp mấy con nghỉ? Dạ lớp 8. Lý do gì con nghỉ học? Con học không nổi. Học không nổi ha. Thì hôm trước mẹ về mẹ nhờ các chú tìm con, mẹ cũng có chia sẻ là con học không nổi. Chứ không phải là gia đình khó khăn ha. Con nhìn bây giờ con nhìn các bạn đi học con có buồn không? Dạ buồn. Con có thích đi học không? Dạ thích. Thích ha. Nhưng mà mình học không nổi hả con? Rồi cái ngày đi đấy là cái ngày nào con còn nhớ không? Dạ thứ bảy. Thứ bảy ha. Khi đi thì con đem theo những thứ gì? Dạ con đem đồ mặc.
Có đem tiền không? Dạ không. Có điện thoại không? Dạ có. Con đem mấy bộ đồ đi? Dạ con đem 4 bộ. 4 bộ à? Cái này là ai dụ con đi? Dạ con tự đi. Sao mà con tự đi? Có ai không? Có ai đứng sau lưng dụ dỗ con không? Dạ không. Chắc không? Dạ chắc. Cái này con phải nói thật nha. Vậy là con đi rồi con liên lạc với ai? Liên lạc với chị con. Chị con ở đâu? Dạ ở dưới Phúc Sinh. Chị đấy là chị bà con hay là chị quen biết bên ngoài? Chị quen biết rồi. Con từ đâu mà con quen biết được chị đấy? Dạ trên mạng. Mạng xã hội. Con chơi Zalo hay là Facebook? Dạ Facebook. Facebook ha, con có chơi Tốt Tốt không? Dạ không. Không ha. Rồi là con đi rồi con gọi điện cho chị đấy, đúng không? Dạ. Rồi chị đấy đón con, rồi đưa con về nhà trọ hay là về nhà ở? Dạ về nhà trọ. Là con ở với chung với chị đấy hay ở với ai nữa không? Dạ ở với chị. Mấy người ở con? Dạ có mình chị. Con ở được bao nhiêu ngày? Dạ 3 ngày. 3 ngày sao con về? Dạ tại mẹ điện mẹ kêu về. Con có thấy tin được của các chú đi tìm con không? Dạ không. Không ha. Đó là mẹ điện là con về ha. 3 ngày đấy thì con làm gì? Dạ con đi làm. Con làm công việc gì nè? Dạ mai. Ồ giỏi dữ hả? Mai gì? Mai ba lô. Làm được mấy ngày rồi? Dạ 2 ngày. Được 2 ngày, cực không con? Dạ không. Con có thấy vất vả không? Dạ không. Động lực nào mà khiến con phải bỏ nhà, giấu gia đình để con đi làm? Dạ không có. Ý là lý do gì chính nhá? Con muốn tự lập hả? Dạ. Hay là do nhà nghèo quá nên con đi làm phụ tiền cha mẹ? Dạ con muốn tự lập. Vì mẹ la nhiều hả? Đúng không? Ba dạ. Có la không? Dạ không. Có mẹ la hả? Dạ. Nhưng mà con làm sai mẹ mới la đúng không? Dạ. Còn con làm đúng mẹ con la không? Dạ không. Không ha. Nên giận mẹ à. Rồi 3 ngày trời đấy có được ăn ngon không con? Dạ ăn bình thường. Ăn cái gì nè? Dạ ăn cá đồ. Ăn cá rồi hả? Có được ăn thịt không? Dạ không. Sao thế? Chị mua cái gì ăn á? Không có tiền ha. Vậy là chị nuôi luôn. Chị đấy nhiều tuổi chưa con? Dạ 20 tuổi. Chị đấy thích con trai hay con gái? Dạ con trai. Thích con trai ha. Chị khi mà con đến thì chị đấy có khuyên con về không? Dạ không. Không ha. Chị có hỏi sao con đi không? Dạ không. Không luôn ha. Vậy là chị đấy cho con ở luôn, không hỏi con gì luôn. Ồ chị đấy gan to ha. Đúng ra nếu mà chị đấy mà tốt đấy nha thì chị đấy phải khuyên con về, bởi vì chị đấy 20 tuổi rồi mà phải khuyên con về, bởi vì con mới 14 tuổi thôi, phải động viên khuyên và đưa con về thì chị đấy mới là người tốt. Còn chị cố tình lại bao che giấu và chứa chấp con, chị không tốt. Theo con chị tốt không hay là con dặn là con không cho chị ấy đưa con về? Dạ tốt. Tốt hả? Dạ không. Dễ thương ghê. Rồi 3 ngày trời đấy đi làm có khóc không? Dạ có suy nghĩ. Con suy nghĩ cái gì nè? Con suy nghĩ sao? Mẹ nhà giờ sao? Rồi sao nữa? Mẹ thôi. Thương quá. Sao lúc đó mình suy nghĩ mình nhớ mẹ sao mình không về luôn? Hay là vẫn giận mẹ? Sao con gái hay là ngoan nhá, nín đi nhá, không khóc nhá. Ngoan. Không khóc nha. Dù gì bây giờ cũng về với mẹ rồi nha. Con dễ thương lắm luôn á. Con không có hư mà con ngoan chứ con không có hư. Nha. Vậy là lúc đó vẫn suy nghĩ tới mẹ, vừa may vừa khóc hả con? Rồi muốn về nhà có thèm cơm mẹ nấu không? Dạ có. Có thèm được thấy mẹ không? Dạ. Con biết tháng này là tháng mấy không? Dạ tháng 8. Ngày âm á. Tháng này là mùa gì con biết không?
Vu Lan báo hiếu là tháng mấy? Tháng 7 ha. Vậy là lúc nào Mai là cứ khóc hoài vậy luôn hả? Là cứ suy nghĩ về mẹ hả? Dạ. Sao lúc đó mình không chạy về bên mẹ đi? Em sợ mẹ lắm. Sợ mẹ la ha. Vậy rồi là cứ ở vậy thôi. Là không biết như thế nào luôn. Là cứ phấn đấu đi làm để kiếm tiền thôi. Khi mà con kiếm được tiền rồi thì con kế hoạch làm gì với số tiền con kiếm được? Dạ, nhiều với mẹ. Ồ, thương dữ à. Là kiếm nhiều tiền trở về mang về cho mẹ. Đúng không? Mang tiền về cho mẹ. Thương quá thương. Rất thương. Thật sự chú rất thương con. Bởi vì cái suy nghĩ của con là, mặc dù con năm nay mới 14 tuổi, nhưng mà suy nghĩ con cũng rất là có hiếu. Chẳng qua là vì mẹ la này kia nên con một phút gọi là giận dỗi con bỏ đi thôi, đúng không? Tuổi trẻ con bốc đồng thôi, đúng không? Chứ con rất thương gia đình, đúng không? Dạ. Ngoan nha. Rồi bây giờ chú sẽ chia sẻ cho con để con hiểu. Con cứ xem chú như một người bạn của chú, và một người bạn của con đi nhá. Nè, chú sẽ nói từng giai đoạn một cho con hiểu hơn. Nếu mà con bỏ đi như vậy, con sẽ gặp nguy hiểm gì, con biết không? Con biết không? Sao con biết được? Thứ nhất, con là con gái, đúng chưa? Dạ. Con chưa từng đi ra ngoài đời ngoài đường, đúng chưa? Dạ. Con chưa từng va vấp. Con chưa từng gặp kẻ xấu. Trước giờ con luôn trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, của gia đình, đúng chưa? Dạ. Cha mẹ lo cho từng miếng ăn, từng giấc ngủ, đúng chưa con? Dạ. Khi mà con đi ra ngoài đời ngoài đường thì ai sẽ là người lo cho con? Dạ mẹ. Con đi ra đường thì ai lo? Con bỏ đi như thế này thì đâu có ai lo đâu, đúng không? Dạ. Rồi chú sẽ nói thêm cho con hiểu hơn. Lỡ mai con gặp những người xấu rồi sao con? Họ sẽ bắt con lại, họ bán con đi. Rồi sao? Lúc đó con kêu ai bây giờ? Đúng không? Dạ. Bây giờ chú sẽ nói những cái ví dụ đơn giản này. Bây giờ họ bắt con này. Họ bán con ở một tỉnh rất là xa, không có gần mẹ nữa. Lúc đó rồi con sao? Con có về nhà được không? Dạ không. Lúc đó con nhớ mẹ, con kêu mẹ cứu con thì mẹ có nghe không? Dạ không. Rồi lúc đó con sao? Đúng chưa? Đúng không ạ? Dạ. Nên mà đừng bao giờ, chú chỉ nói đó là vấn đề đơn giản nhá. Còn những vấn đề rất là sâu xa hơn, nếu trường hợp các đối tượng xấu dụ dỗ ép buộc con bán con vô những nơi làm nhạy cảm. Con biết nhạy cảm không? Biết không? Dạ biết. Biết là biết sao ta? Con chia sẻ cho chú nghe nào. Nhạy Dạ. cảm là sao? Mãi dâm. Đúng rồi. Hoặc bắt ép buộc con bán con vô động làm gái hay sao? Đúng chưa? Sợ không? Dạ. Sợ không? Dạ sợ. Sợ chưa? Đó, lúc đó con kêu ai? Kêu mẹ, kêu cha thì mẹ cha ở xa đâu có nghe thấu được đâu, sao mà cứu con được. Đúng chưa? Lần này con may mắn nhá. Dù gì thì con vẫn còn may mắn. Coi như đây là một cái cuộc gọi là thử thách sinh tồn, trải nghiệm đi. Để mình va vấp, mình có một cái kinh nghiệm, một cái bài học đầu tiên cho cuộc đời của mình. Để mình lấy đó là một cái nền tảng để mình tiếp tục trong cuộc sống con ha. Bây giờ chú muốn con làm nè. Quay về hướng mẹ, khoanh tay lại xin lỗi mẹ. Xin lỗi chân thành vào, nói to lên. Dạ con xin lỗi mẹ. Xin lỗi vì con sai điều gì? Dạ con xin lỗi mẹ vì con bỏ nhà đi. Con hứa sao với mẹ? Con hứa từ nay con không gì nữa. Con có tự ý bỏ nhà đi nữa không? Dạ không. Thì con nói với mẹ đi, hứa với mẹ đi. Mẹ từ nay con bỏ nhà đi nữa. Các chú cực khổ lắm á, đi tìm con, đăng tin tìm con á, cũng như đi tìm á, mẹ con về đây khóc rất nhiều để mà nhờ các chú tìm con á, con biết không? Ngoan nha. Mình bây giờ mình 14 tuổi, mình không còn đi học như các bạn thì mình ở nhà mình ngoan, mình phụ giúp được cha mẹ cái gì mình phụ giúp. Sau này mình lớn thì mình đi làm. Nè, sau này khi con trưởng thành rồi á,
con có gia đình con sẽ hiểu được. Con sẽ lục lại cái video này xem con sẽ hiểu được nha. Cha mẹ thương con nên mới la con, chứ không phải là ghét bỏ con đâu nha. Con hiểu không? Chỉ có cha mẹ thương con vô điều kiện, còn bên ngoài xã hội thương con họ sẽ có điều kiện. Không ai bên ngoài cho không con cái gì đâu, và không ai tự dưng mà tốt với con đâu. Con biết không? Con hiểu chú nói không? Dạ hiểu. Chú rất là thương các con. Rất nhiều các bé các chú tìm được về đây đều nói lý do là thứ nhất là giận gia đình, thứ hai là vì cha mẹ la, và thứ ba là thấy gia đình khổ quá nên bỏ đi. Nhưng trong số đó thì còn một số bé vì tuổi còn nhỏ, ăn chơi, nghe theo lời bạn bè dụ dỗ bỏ đi. Chú nói đó là vẫn có một số ít thôi nha, chứ không có nhiều. Gọi là cha mẹ nuông chiều quá nên bỏ nhà đi, đi chơi theo bạn, theo bè ấy, là không được ngoan đấy. Nhưng mà riêng về con thì chú thấy con ngoan chứ con không có hư. Hôm nay con mà về đây con khóc như vậy thì thật sự thì tới giờ phút này là con rất ân hận vì sự bỏ đi rồi đúng không? Dạ. Con có thích nghề gì không? Dạ không. Là bây giờ con chỉ muốn đi làm thôi. Dạ. Bây giờ chú nói nè, bây giờ con còn nhỏ, cha mẹ còn lo cho con được mà. Ở nhà mình giúp được cha mẹ cái gì mình giúp đi ha. Còn nếu mình thích một cái nghề gì đấy thì xin phép cha mẹ, cha mẹ cho đi học nghề để sau này con có một cái tương lai cuộc sống tốt hơn. Không thích nghề làm đẹp hả? Làm nail, làm tóc thế không? Dạ không. Không thích gì nghề gì hết trơn. Không thích học nghề gì hả con? Làm bánh, nấu ăn thích không? Dạ không. Không thích gì hết trơn ha. Thôi thì bây giờ không thích gì thì cứ ở nhà đi, phụ giúp được cái gì phụ giúp nha. Mình là một người con ngoan đi, một người con có hiếu với cha mẹ, người con có hiếu với gia đình, và làm một người công dân tốt với xã hội, được không? Dạ được. Hứa với chú, hứa với tất cả ông bà cô bác trên cộng đồng mạng. Con hứa sao? Con hứa đi nè. Dạ, con hứa sẽ là một người con tốt, có hiếu cho cha mẹ, là một người công dân có ích cho xã hội. Dạ. Sẽ không bao giờ bỏ đi nữa nha. Dạ. Chú rất thương con. Chị còn có điều nào chị nói với con không? Con vậy rồi đó thì chị nói sao nè? Chị cũng nói với con, nhìn về hai mẹ con nhìn nhau nói chuyện đi nè. Chị cũng nói với con gán ở đây ở với mẹ, ở nhà với mẹ đi, để mẹ lo cho con. Nào con đủ 18 tuổi. Cầm tay con đi, cầm lấy tay đủ con. Đủ trưởng thành á, thì con muốn đi ra ngoài làm, mẹ lo, mẹ để cho con tự do, để cho con ra ngoài con làm. Giờ con còn nhỏ, con đừng có đi nữa, để lỡ mẹ không tìm gặp được con á, mẹ không biết sao. Dạ, rất thương ha. Chị cũng đừng có la con cũng như ông xã này em nói nè. Con nó còn nhỏ, chưa cái gì con chưa hiểu, chưa biết thì mình nói từ từ con biết con hiểu. Mình đừng có la lớn ha, mình đừng có la làng lên. Hay là mình đừng có nạt nộ con ha. Đặc biệt là không được chửi thề trước mặt con nha. Có cái gì đó thì mình nói nhỏ cho con nó hiểu. Con chưa hiểu thì từ từ con hiểu. Chứ mình đừng có la làng lên rồi mình đừng có chửi thề nha. Không có tốt nha. Chị thấy không, cái lý do mà con bỏ đi thấy không? Chị về đây chị cũng biết rồi đấy đúng không? Lý do bỏ đi đấy là vì là cha mẹ la làng lên, chửi thề đồ này kia đấy nha. Mình phải có cách có hướng để dạy con. Đầu nhất thiết là phải la lên. La như vậy, chửi như vậy con đâu có sợ đâu. Kiểu mình cứ la giết ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia là con nó bị lì, nó bị lờn rồi. Nó đâu có thấm được đâu nha. Rồi chú cũng đã nói với mẹ con như vậy rồi đấy. Nên lần sau tuyệt đối không được tự ý vào nhà đi, đi đâu phải nói với cha mẹ. Chú nhắc lại một lần nữa, chỉ có cha mẹ thương con vô điều kiện, còn người bên ngoài thương con sẽ có điều kiện. Con phải làm được cái gì đó có ích có lợi cho người ta mới thương con nha. Và thậm chí lần sau này, những lần sau này trường hợp chơi các trang mạng xã hội, chú cũng cảnh giác cho con biết luôn nè, tuyệt đối không tin tưởng bất kể ai trên mạng xã hội. Khi người ta dụ con làm cái điều gì đó, đi đâu hoặc dụ con đi đâu hoặc làm công việc gì đó, con phải trình báo cho cha mẹ biết trước nha. Đừng có tự ý đi theo. Và con hãy về, con hãy xem các kênh của các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi.
con xem kênh Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương nè, con xem kênh Hiệp sĩ TV nè, con xem kênh của chú Công Trần TV nè, nha. Yeah. Để mà rút ra nhiều bài học cảnh giác hơn. Nhiều bé này, chú nói nhiều bé đi rồi khó về, nên con phải tỉnh táo, đặc biệt là chơi các trang mạng xã hội nha. Nhất là quen các bạn nam, mình phải tỉnh táo nha, không nghe theo lời ngon ngọt nha. Yeah. Nhớ lời chú dặn. Đó là một cái hành trang, một cái lời cảnh tỉnh cảnh giác, có thể là giúp cho con một cái phần nào đó nhỏ hơn, để con tỉnh táo, để con biết được trong cuộc sống con cần đề phòng, cần tránh né nha con gái nha. Rồi thì cái câu chuyện thì như vậy thôi. Thì buồn vui gọi là lẫn lộn rồi, khóc thì con khóc rất nhiều, để cả mẹ cả con này. Thì hôm nay thì con thích ăn món gì nhất nè? Dạ. Bây giờ đâu có được ăn thịt hả? Dạ. Con thích nhất, món sở trường nhất là của con là món gì? Dạ, cuốn. Cuốn. Gỏi cuốn? Dạ. Gỏi cuốn là thịt, thịt heo hay là sao? Dạ, tôm. Tôm nè, tôm luộc nè. Hay là cá chiên lên cuốn? Dạ. Gỏi cuốn là tôm ha? Dạ. Tôm là con to hay con nhỏ ta? Dạ, to nhỏ. To đi, ăn cho nó đã ha. Rau rồi dưa leo đồ ha, bún đồ ha, đúng không? Rồi làm chén nước mắm chua chua cay cay ngọt ngọt. Miền Tây mà, mình người miền Tây mình phải ăn theo phong cách miền Tây đúng không? Rồi hôm nay mẹ nè, mẹ về ra chợ, hôm nay ăn sang bữa đi ha. Em không cần biết điều kiện kinh tế của gia đình của mẹ như nào ha. Mua cho con nào to nhất, được chưa? Mình không phải to nhất là mình đi mua tôm hùm đâu nha. Tôm hùm là mấy triệu con lận á, tôm hùm Alaska là mấy triệu lận á. Đây mình ra mình mua tôm sú, con nào to nhất, chắc to thì tầm 300-400 kg chứ nhiêu ha. Chấp nhận ăn sang bữa đi, về cho con ăn một bữa cho đã. Thích uống nước ngọt gì? Dạ, yeah, xịt rồi, xịt tin đỏ lừ luôn ha, mua nguyên thùng luôn. Hôm nay cho con ăn uống bữa đã luôn được không? Chịu không? Mẹ về làm luôn nhá. Không phải là gật đầu trên đây là hứa lèo đâu nha. Hôm nay mẹ mà về không làm món ngon đó cho con ăn thì con gọi điện cho các chú, mẹ các chú xử lý cho. Được không? Dạ. Yeah. Con biết nấu ăn không? Dạ yeah, biết. Con biết nấu món gì? Dạ yeah, món gì cũng biết. Thế không vậy? Dữ vậy sao? Con biết nấu món canh chua không? Dạ yeah, biết. Trời đất ơi giỏi dữ hả? Canh chua con nấu sao nè? Cá thì con làm sao? Dạ, cá gửi phun sơ chế đồ. Cá là ra, ồ, cá con chặt ra. Phải không? Chứ cá chú thấy người ta nấu canh chua là người ta để nguyên con, để cả vảy luôn. Đúng không? Có làm không? Cá con có làm không? Dạ có. Phải làm luôn hả? Chứ chú nấu canh chua chú đâu có làm đâu, chú để nguyên con mua ngoài chợ sao để vậy? Chú về chú thả vào nồi luôn. Đúng không? Chú làm vậy có đúng không? Không đúng hả? Không đúng thì con nói không đúng không sao hết, thì để con nhắc đi để chú sửa, để con dạy cho chú nấu đi, nấu sao. Bây giờ con cá nè chú mua về nè, thường thường là chú nấu là chú để nguyên con và chú bỏ vào nồi chú nấu luôn, chú không có làm, không có rửa, không có mổ bụng gì hết luôn, có đúng không? Chú làm vậy có đúng không? Dạ không. Không ha. Bây giờ làm sao nè, con chỉ cho chú nè. Dạ, em cá về mổ bụng rồi nha. Xong rồi có đánh vảy không ta? Dạ có. À dạ, rửa xong rồi rửa sạch ha. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi chú muốn ăn nguyên con thì chú bỏ cho luôn, không cắt gì cả. Là mình nấu nước sôi lên hay là mình phi tỏi hành lên? Dạ phi tỏi. À mình bỏ cá vô mình xào lên hả? Cho nên mình khử hả hay sao? Dạ. Rồi sau đó mình đổ nước và mình nấu. Trời đất ơi, vậy mà chú đâu có biết đâu, lâu nay chú nấu như thế này nè. Chú nấu nước sôi lên, chú thả con cá nguyên con luôn, cả vảy cả via luôn, không bụng luôn. Hèn gì ăn, chú thấy nó tanh tanh, đâu có ăn được đâu. Mọi người chê quá trời. Cảm ơn con nha, cảm ơn con hôm nay dạy chú ha. Rồi con biết nấu món gì nữa? Dạ thịt kho. Thịt kho luôn, thịt gì ta? Dạ thịt heo. Thịt heo kho sao nè? Dạ mua thịt heo về
xong con nói lớn lên nha, nói lớn lên cho chú nào. Bước đầu tiên là mình đi chợ, yeah, mua thịt heo về, rồi sau đó mình làm thế nào? Dạ đem về rửa xong rồi thái ra miếng vừa ăn. Rồi rồi sao nữa? Dạ rồi bắt lên, dạ bỏ dầu vào hả? Mình bỏ nước màu vào mình khử hay sao? Dạ có thấm nước màu. À thấm sẵn ra mình ướp sẵn gia vị hả? Dạ. Xong mình nấu lên ha, xong mình ăn ha. Ăn xong thì có ngon không ta? Dạ, chú lại nấu cái khác, chú nấu cái kiểu này lạ đời lắm. Chú không nấu giống như con đâu. Thì chú mua về chú không có sắc. Chú để cả tảng, chú ướp nước màu luôn, chú nấu có đúng không? Dạ không. Không ha. Rồi chú cảm ơn con đã dạy cho chú món nữa. Vậy là con biết rất nhiều món đúng không? Nào là biết kho thịt, kho cá này, nấu canh chua. Biết kho cá không ta? Dạ biết. Giỏi chú người ta. Con có khiếu về đầu bếp. Sao con không đi học nghề đầu bếp đi? Con có thích nấu ăn không? Dạ hơi. 14 tuổi mà con biết nấu ăn cho cha mẹ, gia đình ăn được những bữa cơm như vậy là con là số 1. Trong mắt chú con là tuyệt vời đấy. Nhiều bạn nữ tuổi 14, 15, thậm chí tuổi hơn con 16, 17 có biết nấu gì đâu. Con biết, có biết vì sao mà các bạn ấy không biết nấu không? Bởi vì cha mẹ chiều chuộng quá, nấu ăn cho các bạn ấy mỗi ngày dâng tận miệng rồi. Hỏi ra có bạn nào biết nấu đâu. Hôm nay cái video này nè, con chia sẻ như vậy là rất nhiều bạn ngưỡng mộ con đấy. Giỏi, xuất sắc, 10 điểm. Cố gắng phát huy con nha. Mình phải luôn là một người con tốt, con có hiếu với gia đình và một người có ích cho xã hội con nha. Yeah. Ừ, sau này lớn lên đủ 18 đi rồi quen ai quen nha. Dưới 18 tuổi mình được có quen ai nhá, đặc biệt là các bạn trai á, ý chú nói là quen các bạn nam ấy nhá. Yeah. Đừng có tin tưởng ai, nhớ chưa, mấy bạn nam ấy nhá. Sau này lớn thì mình muốn quen ai quen ha. Rồi con có điều nào con muốn cảm ơn ông bà cô bác không? Dạ con cảm ơn con bà cô bác đã tìm con mấy ngày nay. Đấy, quan tâm giúp đỡ gia đình con. Rồi giỏi. Rồi chị còn điều nào muốn cảm ơn ông bà cô bác không? Chị tới đây chị nhờ video này, chị cảm ơn anh Hải với anh em ở trong đội đã dạ, mấy ngày qua vất vả tìm con của chị. Dạ. Chị cũng cảm ơn trên cộng đồng mạng bà con cô bác trên đã mạnh tay chia sẻ để cho chị tìm con, được gặp con gái chị. Dạ. Yeah. Chị cũng nhắn với các phụ huynh là hãy quan tâm con cái nhiều hơn, đừng có lo mãi kiếm tiền rồi bỏ bê, không có lo suy, không có biết được cảm giác suy nghĩ của con rồi để con phải đi mất như vậy. Đừng giống như chị phải hối hận rồi khi mất con. Dạ cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ thì cái chuyện gì nó đến nó cũng đã đến rồi. Và bây giờ thì mình bỏ cái quá khứ đi, bây giờ mình sống hiện tại đi ha. Con về rồi, con nhà mình rất là ngoan nha chị. Con nhà mình không hề hư nha. Bé rất là dễ thương và bé rất là ngoan. Đặc biệt bé rất là giỏi nha. Nên mà từ giờ về sau là em biết nói nhiều hơn, chỉ biết cầu chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Gia đình lúc nào có tiếng cười ha. Và những cái video này là cái video lần đầu như lần cuối nha con gái nha. Yeah. Chú thương con lắm á, con dễ thương vô cùng. Rất dễ thương nha. Cố gắng lên con gái nha. Yeah. Sau này một ngày nào đó thì có cơ hội thì chú muốn được thưởng thức những món ăn do chính tay con nấu được không? Được không nè? Dạ được. Được ha. Rồi, bữa nào chú cầm sách bút tới nhà con dạy cho chú nấu ăn nha. Dạ. Yeah. Có đồng ý không? Dạ, chú trả đấy. Phí cho được không? Dạ. Ừ, ngoan. Dạ rồi thì em cũng thay mặt hai mẹ con gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất tới tất cả cô chú chị trên cộng đồng mạng đã quan tâm đồng hành cùng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để chia sẻ bài viết, bài đăng hình cũng như đi tìm kiếm bên ngoài rất là nhiều. Em không biết nói gì hơn thì chỉ biết chúc cho tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và em hy vọng tất cả cô chú anh chị hãy luôn đồng hành chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người, giúp nhiều hoàn cảnh nhiều hơn. Hơn nữa thì chị gái khi mà chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chị, có lấy chị đồng bạc nào không? Không, không đúng không ạ?
giúp hoàn toàn miễn phí đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, không riêng gì chị mà tất cả mọi người về đây đều giúp miễn phí hết nha. Cái niềm vui hôm nay của gia đình nhà mình cũng là niềm vui của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như tất cả cô chú anh chị nha. Chị và con gái có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội. Thứ nhất để cảm ơn cộng đồng mạng, thứ hai là cảm ơn tất cả anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, và cái thứ ba là báo tin là con gái nhà mình đã quay trở về một cách an toàn, được không? Chị đồng ý không ạ? Đồng ý. Con gái đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi, thôi thì chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe nha. Rồi mẹ về làm món ngon như lúc nãy con thích nha. Nhớ phải làm đó, mua tôm to vào nhá. Rồi bây giờ hai mẹ con về làm món ngon cho con ăn đi. Con gái nhớ những lời gì chú tâm sự với con nha. Khắc cốt ghi tâm nha. Rồi, chào hai mẹ con, giơ tay chào tất cả mọi người nào.